Chú ai thấy cái gì chưa? Cười cho được, cho thoải mái rồi. Vô bấu. Vô bấu. Ấy gì vậy? Hả? Gắt. Gắt rồi. Gắt rồi. Gắt rồi, nó lòng thòng rồi kìa. Này trời lạnh lúc đất nó không ra rồi, sáng ngày là trời chịu chuyển mưa đen thù lùi hết trơn rồi. U cái dốc này bữa nay dữ lắm nghe sư phụ ơi. Hả? Cái dốc này cái dần chuối nhủi cái mũi đi luôn đó. Đây lần này hả? Trời ơi, lại đi lần này. Ôi trời ơi. Con mẹ ơi kìa. Ê. Ê. Cô ơi. Ê chim, chim, chim. Chim à. Trời ơi. Rồi rồi chim. Chim. Chim lắm. Quá trời luôn rồi. Rồi điệp mến gửi lời thương chào đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em gần xa luôn. Chúc cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe, dồi dào và thành công trong cuộc sống luôn. Tự nhiên nước cái này nó sát quá trời sát luôn rồi, cả nhà ơi nó cạn á. Hồi bữa mà anh em ở trên Long An xuống giao lưu á, là trời, cái trời đầu tiên là chân cái này là cả nhà, gần nhà sư phụ á, nước nó còn đầy lắm. Cái ghe của Điệp còn tới vô trong luôn. Nay gì nè. Cái bãi mà cỡ này nè. Quá trời luôn. Rồi chú hai chào khán giả cái chú. Rồi chào cả nhà. Quá trời rồi. Nay trời hơi chuyển mưa nha, video nó cũng không được đẹp rồi. Chào cả nhà nha, chào các bạn mình nha. Bây giờ mưa quá mà không biết bữa nay tình hình sao không biết nha. Thôi bây giờ tại nghiệp chướng ráng đeo chứ biết sao giờ. Thôi giờ các bạn nào mà mình có đam mê đấy ha, thôi theo mình lặn bị dài hơi. Mình bây giờ cũng chuyển ba cái vụ mà lặn cho đệ tử rồi, bây giờ tập đi ha. Cũng có thuyền nhân đồ này kia rồi, có lý rồi. Bữa nay thì để ra nước rồi. Dạ, lạnh không ơi. Vậy nước này lạnh dữ lắm. Vậy chứ mới mưa qua mà lạnh ngắt luôn rồi sư phụ ơi. Kiếm khô khô đồ này kia thôi coi. Quá nè ha. Vậy à. Rồi mời các bạn theo mình nha. Tém tém cái ống quần rồi nha. Rồi mời cả nhà cùng trải nghiệm nghe nha nhà ơi. Trời hôm nay thì nói chung là cũng mưa, vậy nên quay video cả nhà thấy rồi. Mặt trời nó không hé ánh nắng luôn. Tôi nói thiệt với ông mà tôi như phụ nữ mà đi bắt cá, tôi bành háng, tôi mặc sức không quay. Vậy. Vậy đó hả? Ghê ghê không cả nha. Bành cho ông quay. Này nước cạn rồi, vậy là hồi ra ngoài mình lấy máy hơi hả phụ? Ừ. Ngồi ra ra ngoài là trời quay cho cả nhà xem. Cũng có nhiều comment kêu sư phụ về kể chuyện đó. Có nhớ không, có chuyện nào vui không? Hay là chuyện buồn? Thôi mai mốt đi, kể chuyện vui. Mưa lâm găm luôn phụ. Ừ. Ta kể chuyện vui với ai mà kể chuyện buồn. Dạ. Yeah. Cuộc sống bao giờ cũng phải vui, tôi phấn khởi đồ làm ăn rồi nó mới đạt chứ, kể chuyện buồn ông đầu ông lo làm sao mà ông làm ăn nó đạt được. Dạ. Yeah. Nay trời phải tạo cái niềm vui cho mình lúc nào cũng vậy. Mũi ghe nữa nè, nó ra ra bách trời vậy. Quá trời luôn kìa, cái mũi ghe này nó dạt kìa. Cuộc sống mà có cơ máu gạo tiền bức xúc cái nào nữa cũng phải vui vẻ, để là mình gác chân lên trán thì mình suy nghĩ cái chuyện làm ăn cho đạt kết quả cho ông buồn, làm sao mà ông có cái sách gì mà ông suy nghĩ được. Gác chân lên trán rồi khỏi gác cái tay à. Ừ. Còn mà buồn á thì ở chuồng chạy vòng cho nó hết buồn luôn. Quá hôm nay nước nó cạn rồi sư ơi. Trời đừng đang. Bởi vậy tôi nói em thấy không, hồi xưa em thấy không, mấy thằng tướng mà mấy ông mà gia đình mà nghèo nghèo, tại sao con sanh đông buồn mẹ ngủ không được. Vậy hả? Còn ở chuồng đó là chạy vòng vòng á, bởi vậy nó lòi. Mà tới chuồng chạy vòng vòng mà trong mùng chạy đâu. Vậy đó. Thì ra là như vậy. Tại sao mà nghèo mà sao đông con mới ngủ không được mà. Ngủ không được hả? Gầu lo tính toán hả? Không phải gầu lo tính toán gì mà buồn mà nói là buồn mà ở chuồng mà chạy vòng vòng trong mùng nó rối lắm. Rối luôn hả? Rồi lên đường nhà cả nhà ơi. Chú hai chú giật máy rồi nên tiếng cũng hơi ồn. Yeah.
Ok, rồi. Rồi giờ đẹp tắt máy nha. Cái gì? Cà chốt dữ lắm à. Thầy trời giờ má chạy nó ra nha. Ở trong này đệ tử đụng quá quá trời luôn cậu ơi. Nè chú hai tự tự xử đi cái này, máng đi lên trên cái mũi ghe nó đi chú hai. May mắn chồng quá. Chồng quá luôn. Ừ máng vô. Đúng rồi. Đó thấy không? Vậy đâu còn một tay quay một tay. Nhìn kìa nhìn cái luôn. Vậy. Cá chốt lắm. Sao mày bỏ cái kia kìa. Cái chạy của mày vậy nè. Nhớ lên coi. Nó không có gì đâu. Nó còn hổng xa lắm. Ở ngoài nè có cái cây bận như này. Vậy à? Biết nhiều gọi lặn mò đấy. Thôi lặn mò thì mình chụp liền đi, đâu mà cho ngoài. Thôi cái bận không có dính rồi. Dạ. Mò đi mò đi. Được lắm cái chốt nghe nha. Như cái này với cái dạ cầu siêu đũa cả nha. Sư phụ dư đẹp lặn không cá chốt dữ lắm. Này với cái dạ cầu luôn nè. Nắng lên đi ông trời ơi. Trời đúng mưa cả nha. Mưa tận gom chỗ dầm siêu đũa. Vô nhóc chơi này. Chưa nha. Vô nhiều lắm. Như là phải hết. Mày để cho nó vô trong mát luôn. Rồi chú hai lục vừa giục cái nấu xuống đi. Quá trời luôn rồi. Không yêu trời. Nó chạy trơn rồi. Quá trời cái máy nó bị ướt nghe nha. Để đẹp trụ cái nha. Lấy cái quần cái áo trụ luôn. Cho chú hai cho nó vô cái đường trong này nè. Nó đừng có bị nước. Đẹp. Dạ. Thấy là cái cây bằng dưới này không? Còn lúc này xuống là cái chốt mà lùi. Trời ơi trời, quá trời luôn. Chân phải nó không vô được phải không? Hay cái chốt hay thiệt chứ. Đụng cái chốt quá trời luôn hồ ơi mà nó thôi. Nấy cả nhà ơi coi nè. Nước này mình vô quá. Nó dữ lắm. Cái nó vô gặp nó nha. Ây da rồi. Ê trời ơi trời. Hết rồi cái lưỡi câu. Lưỡi câu hả? Thôi, đẹp không dám quẹt nhà ơi. Nãy là lưỡi câu nó ở đâu ở dưới. Trời ơi, chết rồi. Lấy cây mê. Lấy cây kìm. Nhanh lên. Cái gì phụ? Ở đây gỡ. Gỡ ra được không phụ? Mặt cái ngậm này. Không có quay cái cảnh này đâu nha. Ơi ơi nặng máu kìa. Đại tử nãy bị dính trưởng này nè, nó móc ở dưới một lử nè, câu dữ lắm, câu luôn. Cái chốt mà bắt không được cả nha. Nè bắt được có mấy con, có mấy con. Trời ơi nó làm hì hì mà con bự không hả phụ. Chốt biết thì nó không vô ha. Trời ơi, nó cà lạng hay thiệt. Trời ơi, nãy viên cái này nó nhiều nè. Nó hì luôn á phụ. Nó nhiều lắm. Mấy cái con này là mấy cái con nhỏ thôi. Nó chỉ mấy cái con kia nó bự hơn, đi hơn mấy con này đó. Cá chốt rồi nha. Khéo khéo như hai rồi, có cá chốt nữa đó. Luôn cái con bắt mấy cá chốt. À, trời, cá rảnh con nào nó ngon. Thôi chạy vô rồi. Mưa nghe nha. Trời trời đang mưa nha coi nè. Tối quá tối nè, chặn lại chú hai. Rồi được ốp máy rồi.
máy xuống. Kéo vô chứ. Ừ. Nó đi. Chạy vô đi. Ơ da. Kéo biết dây lên rồi chạy vô. Nước vô tay. Nãy đi mấy con bà bành bành không? Nó dính với nhanh trà tức mình. Ông không có biết tụi con cá nở tụi né trong này là mà ông bỏ cái gì chì dở chết mẹ đi. Nãy hy vọng ông không phải kéo sát vô cái lái đó. Coi như anh không biết. Ôi trời. Mày khó mần thấy mẹ nó có bên nó lặn nó phịch lên không à. Nãy giờ trời mưa quá trời mưa cả nhà ơi, không có chài được nhiều à. Ăn cá đầu kiến à. Trơn rồi. Mất quá. Thì ta nước lớn xuống dưới đó. Hả? Lớn xuống dưới đó vậy. Dưới mấy cái ra cái độ sáng hả? Không có làm ăn gì đâu, cái trơn mưa gió. Mưa gió với nước rồi lên bình 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 bình. Cũng có rất là nhiều người anh em á lên bình luận hỏi nói địt chùi nước nha nè. Nói là bộ giấu nghề nó hả gì mà không thấy cái cách bắt. Thì ở trên kênh của Điệp có chia sẻ nha anh em. Anh em lướt vào trên kênh thì theo dõi thì mới biết được sư phụ cũng có chia sẻ. Phụ ơi nó dính cho nhanh cây. Không có muốn đi á thì bây giờ đi theo đây nè, còn lặn dưới thì chỉ cách bắt lặn gì xong á. Cũng có anh em hỏi bộ dấu nghề hả gì mà không quay cái cảnh bắt. Chứ Điệp cũng có quay rồi, vừa quay cảnh bắt thì nó lâu lắm. Anh em trực tiếp về miền Tây nè, về ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha, ngã ba Vàm Sáng nha.
thì về đây thì sư phụ sẽ chia sẻ. Cầm tay chỉ việc cho sư phụ, nói là nhiệt tình đi luôn đó cả nhà. Đó thì bắt năm ngón tay thì bới rồi bỏ cái cùi chỏ xuống đó, thì chì thì nó nằm ở dưới này. Nói lên chút nữa đó, là như vậy đó. Nói lên tí xíu. Trời mới mưa nó mới ra trời. Chặn đứng lại chú ơi, chặn đứng lại. Nước nó mới có trong trời đó cả nhà. Đó. Rồi giờ Điệp giật máy nha nha, giật máy hơi. Hãy chọn đi xuống lần. Chú hai để để con chú hai phụ chéo với sư phụ. Thôi phụ gì có nhiều phụ. Bán đi. Nó lên bụi. Mẹ nó trơn. Quá trời nhất luôn. Nhất tay à. Chú hai kéo kéo ông ơi chú hai. Mẹ không biết bao nhiêu cái hết trơn. Trời ơi. Nó lặn dưới không phải biết bao nhiêu không thấy không? Dữ lắm. Không có bắt được gì không? Có, đại tử bắt nhóc đi. Kìa kìa phụ kìa. Ông lặn ông chưa biết lặn. Cái gì? Người ta gỡ cái chỗ cái nhánh độc cao, người ta gỡ trước, người ta dằn xuống, người ta mới mò từ từ. Còn ông lo ông làm gì đâu không, ta tính ta gom vô trong, cho cá vô trong nè. Nguyên cái bằng lớn nó đâu. Bởi vậy tàu hài ta đưa vô. Trời nó biết bao nhiêu cá mà nói. Má trời luôn cá nó chạy. Không được. Tức thấy mò đi. Ừ, trời cá gì đó. Giờ cái lỗ tay. Nè căng hay. Bây giờ nước vô tay à. Ông hẳn giống thấy đụng không? Trời ơi trời cá nó chạy như là hi luôn. Cái chỗ nó cao á, người ta phải gỡ trước. Ủa sư phụ lặn cái lỗ tai có bị gì không? Sao đại tử giờ nước sao vô vậy? Hả bị không? Nó cũng phải nước vô rồi chứ. Còn thang cái giống gì không biết thôi. Có anh em kêu lặn lên nó bị gì bóp cái lỗ mũi thở mạnh. Mà Điệp bóp lỗ mũi Điệp thở mạnh là có vô ra đâu. Cá còn đang thấy rồi. Ôi dạ. Nước bao nhiêu.
cá bự. Cóc. Cá dài ngang cái đi. Cá cóc, cá cóc. Nói chung là trời mưa không có làm được nhiều nha nha. Trời 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 mưa gió đó. Mày kệ có đôi gách dài kéo xúc trở vô. Cái gai nó ngược đó thấy không? Cái này theo đó rồi mày dạy. Cứng là chồng. Thấy hải hùng lắm chào. Ừ, quá trời lớn cái đống quá trà. Trời cá. Cầu 4 miệng chài mình ốp còn chưa giáp nữa. Chứ đừng nói miệng này. Ông chưa biết cách bắt cá hùng. Cái rảnh con nào nó bự. Cái chỗ mà nó nhánh nó là... cái mấy cái nhánh cầu cao đó ông phải gỡ trước, ông ném xuống. Trời ơi nó ra chỗ đó ta là hết chứ biết, tôi lặn tôi đâu gỡ muốn chết luôn ông lòng phá. Ta để cái thùng cho nó ấy, mở cho nó đi, mở cái dây đi. Vậy đâu rồi. Mở. Nè. Người ta mở người ta cho cái thùng nó vô trong nè. Để chèo cái mũi cho nó vô bờ một cái mới được. Quá trời nhức cái lỗ mũi vậy. Nhức cái lỗ tai mà đi nói nhức lỗ mũi. Coi cái trà vậy nó gỡ mất. Tôi lặn với tôi nói nghe không? Vậy? Tôi nói nghe không? Nụ. Bồ. Ở đây tôi lặn với tôi nói nghe không? Rồi sao mà không bay không banh ra để mà quay được. Nè nè banh nè. Quay được cái cảnh chài cá bự được chứ. Mày quăng cái này ra bên đây nè. Quay cái cảnh mà bắt hồi nãy giờ chài thành quả chứ. Quá trời luôn à. Cái con cá này mấy con cá của mình để lên cho quay cho nó đẹp đặng mà lấy cái tấm hình chứ. Banh này coi chú ha. Cá chốt nè. Hồi nãy tôi lặn dưới tôi nói nghe không? Nói chuyện hả? Ừ. Nghe. Nghe cái gì nghe gì ông nhắc lại tôi nghe coi. Nói cái chài này chú bánh thầy trò mình mà tôi nói với ông á là ông gỡ chỗ nào á nó cao nó trống gỡ rồi nó kéo xuống trước. Dạ. Không lo cái gì đâu không à. Tưởng đâu xong cái chài này thầy trò mình uống cà phê nóng chứ. Thôi làm gì tao lẹ đi. Rồi. Chưa thấy rõ mà. Cá bành ra rồi cho nó đẹp tí xíu mình quay cái cảnh này chứ. Cho khán giả xem nhé. Quá trời luôn à. Ồ cái rảnh bự không à. Trời ơi kìa. Nó còn ở trong này đâu nè. Trời ơi thì nó biết là nhiều dữ á, chặt cái gì hồi. Đó. Hồi nãy tôi nói với ông á, tôi kêu ông á. Là chỗ nào nó trống ông gỡ trước. Dạ hả? Chưa biết bắt cá hung à. Quá trời luôn rồi. Rồi giơ tay coi cười coi. 1 2 3 cắt dính. Hồi nãy tôi nói với ông á là ông gỡ ở ngoài nè. Ông gỡ dài vô. Rồi yeah. Đó là chỗ nào mà nó trống á, ta gỡ người ta đè xuống. Ôi nó ra cái chỗ mà cái nhánh cây hết trơn mẹ. Để ngoài đi chứ ai. Để ngoài chứ ai. Nó ra chỗ cây mẹ hết trơn rồi. Ê, cái rảnh này chừng 200-300 gram à. Đặc biệt luôn ở nhà ơi nè. Rồi. Mai mốt phụ của chừng không cho lặn nữa. Ông gỡ cái chỗ nào nó cao á, ông gỡ cái chỗ đó trước. Nó ra bao nhiêu ra, gỡ chỗ đó trước. Rồi nó còn lại nó chạy qua bên kia, ông mới gỡ từ từ. Còn này ông để nó không lên trên, mà thường thường con cá nó chạy lên trên nước á. Ừ. Ông lo ông làm ở dưới không, nó chạy lên trên nước nó ra hết trơn. Anh thử phải gỡ cái chỗ nào nó trống ở trên đó, mà đặc biệt ở trên nước là tao phải trên cái thùng trên đó là tao phải. Cha mẹ ơi xuống dưới bư chài cho nó gách mẹ gách cha đang mà giết đang mày lên chứ nước nó vừa sâu nữa mà. Trời ơi kiểu này phải làm sao giết rồi mà trang trăm đây rồi 101 còn biết bao nhiêu bư giết đặng mà cho mà nó đặng mà cho nó xong đặng mày lên chứ nước nó càng ngày nó càng lớn mà cái sức nước nó chảy nó ép vào lỗ tai nó nhức bà cố nội luôn á. Đâu mà có mà cái kiểu nó được. Ông lặn ông coi ba cái chỗ nào mà nó hỏng đó người ta phải dằn xuống từ từ hết. Trời ơi, góc ở trên này còn nữa nè, ở trên này còn đóng thấy hải hồng không? Còn đóng nữa mà ở dưới nguyên một cái cây bằng nó chừng 5 mét á. Nó nằm tự trong nó chổi đi ra thêm nguyên mấy cái đống trà nó u đuôi sô bu. Cái này cầu lấy nguyên cái chiếc xà lan bự đó luôn á cả nhà ơi, mà chở mà còn mà chưa có hết cái đống trà ở chỗ này nữa chứ định gì nó gì mà cái ghe của sư phụ chở quá. Trời ơi quất trà nhờ trà cuối cùng nè nhà đây còn ở nè
khóc to nãy chạy ra trơn rồi chỗ nó sống mà chài cuối cùng mà cá nó bự nè. Anh biết luôn rồi. Chài mình bây giờ nó bén cá nó mới dính được chứ. Rồi biết con cá nè, cá nấy nè. Cá này mà câu ha. Câu kịch giật đã tay luôn. Mai mốt hai chài lại. Biết không? Ờ. Giải chài trong, giải chài ngoài. Vậy là đem cái rồi bắt đầu á là không biết sao không? Đem cái chài trắng á. Thì đem chài bốn phần đó. Chài bốn phần ha, cái chài xanh của đại tử hả? Ờ. Vậy là chài đó nó bắt cá mới bén. Ờ. Giải xong rồi đó bây giờ ông lặn hết trơn. Có nghĩa là ông lặn xung quanh hết trơn rồi ông coi chỗ nào mà nó hỏng đó, ông kéo nó xuống rồi ông để đó đi. Rồi tự động nó vô túi rồi bắt từ từ. Giờ một hồi mà nó không vô thì mình bư mình nắm mình kéo chài. Xét. Ừ. Nước nó văng đây, đẹp đẹp chùi. Chùi cá nha. Quá trời luôn. Nước đi. Văng nha nha. Cộng dây thật trước đây chỗ cộng thôi rồi xuống dưới này đi. Chèo ghe xuống dưới này đi, giải dài trời nó coi. Mới luôn. Bắt cá vô nha ơi. Quá trời cá này. Mấy cái chài nãy nè. Được có mấy con. Nó ra mẹ nó trơn. Ra trơn rồi. Nó mắc cái cây bằng mà tôi hỏi ông nó cao là cả 2-3 thước mà ông không có chịu gỡ mấy cái nhánh nó ra làm sao được. Cái nhánh con ngay cái này đã. Ừ. Đã rồi. Ủa cái nhánh cây cá còn cái nhánh này. Mấy cá này là chốt này để tự mò không. Quá đã. Bắt vài con là tôi xuống dưới là nó chạy không biết ông có đụng không ta nó chạy ngừ dưới. Ờ sao không phụ biết là nó đem kẹo trơn á dòng nước nó quên người ta phân cái chài ta có chỗ nào hỏng là người ta xả xuống trước. Chèo đi chèo đi chèo thứ đó đi chèo đi vớt 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 về chơi nó không cá nhà nó bực con này hết biết thiệt thiệt chứ đúng rồi biết tại trời mưa. Trời mưa mình không có có chài được thì chài nó còn đen cụ đen đen nữa. Mai mốt nhớ nếu lặn vậy đó biết sao không? Cái chỗ nào có nhánh nó cao người ta gỡ tuôn mẹ nó xuống cho nó sát dưới đất á. Con cái này nó hỏng lên tới bao nhiêu vậy con nó tuôn mẹ ra nó chạy vô bụng tôi nè. Nó có chạy trúng con cái con cá lóc không? Hả? Coi chừng mấy con cá chạy là con cá rô đầu quắn đó chi. Lưỡi vô nhà chăn không à. Đại tử sợ nó chạy nên bữa nay mặc cái quần yếm ở trong đó nha, có mặc quần yếm này nha. Nè, ha, ha. Thấy không phụ? Nè. Rồi, 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 đúng rồi, đúng rồi. Rồi, 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 sư phụ. Để sư phụ coi có không? Trời ơi, ông nội ơi, biết biết đi, ta giải dài trời nó thì về nha. Thôi đẹp, ốp máy nhạy. Gãi mà chơi gì chơi mà rồi đưa vô bún vô lái nữa cho mũi đây nè chú ơi. Làm cái thì nó hỏng tút ở trên vậy mà mấy cái nhánh bằng cái bằng nó dài lắm anh mà sao mét rồi mà ông này ông không có biết tao lo tao gửi mấy nhánh chào ngoài đặng là dùng cái viên chì rồi. Xuống đi khỏi lặn lại xuống đi. Giật quá hay ơi. Cái gì mà nó sâu quá trời à. 5 6 mét nước. Má ơi sâu. Cô má ơi mày hơi mày nổi. Mày hơi mày nổi sâu lắm. Mày hơi mày nổi. Thôi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi. Cái một à.
Nhớ không? Nhất luôn. Vô không trả hả? Nhất luôn tay quá. Chú bộ ơi, cố đại tử chú bộ ơi. Này nó nhất, nhất mấy tay, nhất luôn tay. Sâu lắm nè, tại như vậy hút vũ chài nè. Nó không phải hút vũ chài mà là múc cái chớp chài. Trời ơi, chớp chài rồi. Chớp chài rồi xuống, xuống dây như vậy. Ừ, trời sâu. Kìa sao đâu đâu rồi, ông thầy tôi, ông đâu mất tiêu rồi. Kìa, đó lên tim đó. Đó. Lên tim đó gì chứ nổi đâu ở trên này nè. Sâu lắm. Ở trên. Nhớ cái chuyện này nha. Gì vậy? Ồ, dở rồi. Rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Tao tắm với những trà. Những trà hả? Dữ lắm, sâu. Sâu không? Sâu, sâu, sâu. Nhớ là nghe miếng toàn nghe, tắm với những trà. Nghe ra tí hả? Ủa, chỗ này là phải giải chỗ này cái biết nhiều cá trời. Vậy à? Ừ. Tắm với những trà. Đủ quá trời. Rồi, rồi, chú hai lại sao lui, 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 chú hai. Sâu dữ lắm á nha. Còn nè, dính coi. Còn hả? Còn. Ủa, cái máy dưới, cái máy dính nước rồi. Tắp hả? Ừ, cặn là thẳng lên đây. Ủa, chỗ này cá biết như trời ơi trời. Giật cái máy hơi đi. Thôi khỏi giật. Nó tấp mà nó xếp rồi. Nó xếp à. Xô ra ngoài cái à. Cái chớp cái nó xếp rồi đó cả nhà. Mà cái chớp chài của sư phụ là 6 mét á. 6 mét cái này là xuống cái lỗ sáng. Tại cái lỗ sáng mút quá. Cô chú bác ở đây nè làm bờ cái mé nè. À làm được cái cô nè. Lụm được trái gì khô á. Ủa, ủa sâu. Máy dính nước à. Nhà ông chăm chén à, trời mưa. Lắm. Chỗ này. Nhớ thôi, ngay, ngay chăn chỗ cái cây á. Xếp rồi, rồi chú hai à. Chỗ này. Giải chỗ này cái biết nhiều cá kìa. Lên con cái rảnh bành bành kia luôn, lên vụi luôn. Con này tấp nó trời, nó mất trời vũ. Trời ơi. Đó, trời ơi. Dạ. Chúa ơi. Vô nguyên cái đội chịch chịch thăng. Tấp nó trời, nó mất trời. À, cũng có rất nhiều người anh em hỏi kêu nói đi sư phụ truyền trang 100 rồi thì chài nó đi chứ để cho sư phụ cho chài không ạ à? Có anh trai đó anh lên bình luận kiểu như vậy nhờ, kiểu đâu, cái comment gì á chú hai nghe không thấy không rồi đại tử cũng có phản hồi lại cái bình luận đó nói chài thì được rồi mà đâu bằng sư phụ đâu với cách đâu đó dưới cách bắt cá thì đâu bằng sư phụ đâu. Sư phụ chài mừ nhưng mà đẹp á, thì chài chỉ được 7-8 nghe cả nha. Thiếu thuốc tắc mà làm sao mà chài mà. Thiếu thuốc tắc. Lùng lùng phụ tùng của Nhật. Thiếu thuốc tắc nên chài không có ra cao bự bằng sư phụ được, chứ cách bắt cá thì đâu bằng sư phụ đâu. Nếu mà bằng sư phụ với hơn sư phụ thì đẹp cầm chài đẹp chài rồi chứ đâu có sư phụ đến sư phụ. Nên không có bằng, anh em cũng chăm chế nó cho đẹp. Chài này cũng đỡ rồi nha. Có mấy cá bự nè. Chài này mới đựng tóc biết như cá kìa. Dư dư rồi đẹp ngắt cái máy đi ra ngoài là anh em sẽ biết là đẹp không có cho thấy được cái ngạnh trên này. Điệp sẽ cho nó đứt ngang mà nhưng mà điệp không có cho. Con cá sủ hả? Dạ. Sủ sẽ chở từ mắt mình.
bự khác không ha. Thịt phè thôi. Quá trời máy bay đầm già. Rồi chiều nay về hầm xả xỉn rồi. Quá trời luôn còn đây nữa nè. Rồi chạy tiếp theo quay. Còn cái bàn nữa. Lau kiến hả? Kiến này hầm nhậu đã lắm nha. Chú hai chèo chèo nhắn nhắn chèo cái chèo này lên. Con bằng là ở trên nha chú hai. Giật giật cái chèo này lên. Chú hai thấy cái gì chưa? Cười cho được cho thoải mái rồi. Vô bẩu. Vô bẩu. Ấy dạ. Hả? Kìa. Gắt. Gắt rồi. Gách rồi. Gách rồi nó lòng thòng rồi kìa. Trời ơi. Mày hả bự. Rồi cá đã. Mày thấy nó mà nó. Vậy là. Hết biết cá đó mà. Đủ ăn rồi. Chà này bị dính nó ngay sư phụ. Dính nó ngắn chà. Về cỏ xuống rồi phụ ơi. Nhóng lên chút xíu nữa chú ơi. Sát cái mé đó là có cá luộc chín lắm. Tàu cao tốc. Chăn mũi xong thôi các bạn. Được.
nhiều quá cậu. Rồi thôi lên được cả nhà. Cái sơn chỉ còn cá lao kiếm. Có mấy con đó. Rồi thả em ra. Không phải lao kiếm nhiều là vũ điệp tay no rồi. Đổi không? Cái máy của anh, cái máy vàng đó đổi với cái máy ở dưới này không? Máy khách. Máy khách hả? Sửa. Này ít rồi. Thầy trò cũng mới đi về cả nhà ơi. Bắt mớ cá lao kiếm nè. Quá trời cá lao kiếm rồi. Hết biết nhiều rồi. Ấm lòng chiến sĩ rồi. Con này nhỏ quá. Thả đi. Con nào bự bắt. Con này nhỏ quá. Thả. Wow. Nhiều à. Cá lao kiếm cũng được vài kia kilo cá dảnh. Cá mày dinh coi phệt phệt không đã không. Cá này nó ngon lắm cả nhà. Con mạnh mạnh không. Cá chốt này mà nãy lặn với đẹp với sư phụ rồi toàn là đẹp mọi mấy cá bự bự không à, bẹn ảnh hết lộn quần. Chốt quá im. Cái chốt này mà được bao nhiêu đây là kho khô là ngon rồi đó. 5-6-7 con đó là kho được nồi kho khô rồi. Rồi đẹp bắt cá lên đi lên cái đó chú Hai đón còn khoảng bao nhiêu chú Hai? 6 kg hả? 6 kg luôn. 6 kg đó 6 kg mà còn 7 cái mấy luôn nè. Ồ vậy là trừ cái xô rồi cũng còn là 7 kg đó, mà cho anh Tâm rồi là nó là chưa có tính á. Rồi. Như vậy là trừ cái xô đi, cái này là như là gần 7 kg rưỡi như rồi. Của anh Tâm luôn đi, như là trừ cái xô đi cũng còn 7 kg. 7 kg dư phụ cho anh Tâm cả ký bỏ. Ừ là 7 kg. Rồi. Im ta. Cái này là chưa tính cá là lao kiếm nha. Nha, cá lao kiếm nha nha, cái này là cá nha. Này trừ như 2.5 kg, trừ hùng mớp rồi cũng còn như là 2 kg đi. Là cũng được cho 9 kg cá. Ô như vậy là ngon lạnh rồi. Tưởng ở đâu chừng mấy ký không có 2-3 kg à. Tưởng đâu là lết. Đây này là chú Hai quay cái cảnh này nè. Đã đã nè ơi. Cái dảnh con nào đấy nè, hết hồn luôn nè. Con này bự nè. Mấy cái dảnh này để đẹp căng thử coi con này có được 200 gram gì không nha. Trời ơi con 400 gram luôn. Trời ơi con cái gì mà nặng dữ rồi cả nhà, như đẹp tính cho 350 rồi, cả gram này là 400 gram nha nha. Con có cái gói dảnh này nè, như 350 gram thôi, con cá gì hết hồn luôn rồi. À, nhà thấy không, quá đã luôn rồi. Tưởng đâu là ít, đúng là đại thạch thanh thiệt mà. Tự nhiên sao mà sư phụ thủ tính cá lao kiếm 10 kg cá. Tưởng đâu sư phụ thủ cái thùng mút này đi theo, từ tưởng đâu ấy gục thủ cái thùng mút này đi theo đựng cá lao kiếm. À, trời ngon cả nhà ơi, trong chổng mà nếu mà mò mà cá chốt này chắc dữ lắm luôn á phụ. Trời ơi thôi cá chốt cũng biết bao nhiêu rồi. Cá chốt giấy này nha, là ở cái bề bản ở trên đó, nó mỏng như cái miếng giấy mình vậy đó. Giấy tập nha, mỏng nè. Gọi là cá chốt giấy.
quá trời. Rồi cái đồ kiến đã quá nha. Rồi tôi bắt về con ha. Thôi thành quả thầy trò đi chài về kiếm ăn cả nhà ơi. Tưởng đâu do trời mưa đó nha. Mưa. Trời mưa, mưa lớn lắm. Thầy nói cho chài cũng ít có quay nữa. Nhưng phần nó chài có máy chài là con nước lớn rồi. Do mưa á, rồi nó mưa trời mưa nó nuôi nước á. Nước nó mau lớn nữa. Nên chài cũng có được dài chài là con nước lớn rồi. Cũng được 7 kg cá dảnh, cá mì dinh, 2 kg cá lau kiến, cũng được 9 kg cá. Nhưng mà chú Hai với sư phụ với Điệp chia ra ăn trong cuộc sống hàng ngày là gì á. Còn khi nào mà Điệp che cái túp liều của Điệp xong rồi mời sư phụ chú Hai rồi bạn bè của sư phụ, bạn bè của chú Hai qua nhâm nhi thưởng thức những món cá mà chính tay mình đi săn bắt về á, mình chế biến những cái món ăn. Đó. Giờ Điệp cũng mến gửi lời chị ăn chúc đến quý ông bà của dì chú bác anh chị em gần xa khắp mọi miền đất nước. Con buổi tối xem clip của Điệp luôn dễ hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống. Và Điệp mến chào cả nhà. Hẹn quý ông bà của dì chú bác anh chị em những clip tiếp theo. Giờ Điệp bye bye. Cả nhà nhớ để cho Điệp xin một like nha nha. Dưới video bên trái nha, ngón tay giơ lên nha. Đó, rồi dưới video bên phải chữ đăng ký, hãy nhấp vào đó đăng ký kênh để ủng hộ Điệp trong những ngày sắp tới. Anh em nào trong thời gian qua đã cùng đồng hành với Điệp và đăng ký Điệp, ủng hộ Điệp thì Điệp cũng chân thành cảm ơn rất nhiều. Đó, cái đó là Điệp đi làm YouTube thì như các anh em khác cũng vậy. Nó trong cái động lực là like và những lượt xem chia sẻ rồi đó là những điều đó là những điều tự hào. Coi cũng coi như là một món quà của cô dì chú bác anh chị em đã gửi đến cho Điệp. Giờ Điệp hẹn cả nhà những clip tiếp theo. Chào cả nhà nha. Giờ thầy trò chia nhau về ăn. Điệp được một phần cá đầu kiến. Ồ, tới một bọc gì luôn đó hả Vũ? Quá trời luôn, cá chốt, cá dảnh, cá đầu kiến cả nhà ơi. Bọc này mấy kilo đi luôn đó nghe nha. Đúng rồi, không phải gì giờ giỡn chơi nha. Phụ cho Điệp nhiều nè, đó. Cả nhà đây nè. Quá trời không? 4 kg mấy không? 4 là ngon nghe nha. Mình cho nó nữa hả? Ít mà còn sắt. Ít mà cũng còn sắp đi cho đó là tình thương mến thương nghe nha. Ủa quên đó chú Hai bye bye cả nhà cái đi chú Hai xách cá đi đi cho nghe nha. Bye bye cả nhà. Rồi xách cá đi cho cả nhà. Rồi. Vậy là cũng là cũng mừng rồi. Chú Hai được bọc, Điệp được bọc, sư phụ được tôi cũng được mớ. Điệp thì cá là kiếm về hầm xả nha ơi, hầm xả ngồi cạp. Cá lau kiến này mà nói với phụ á, mình luộc hầm xả rồi thầy trò mình uống rượu đế rượu mật ong. Trời ơi, nói gì? Còn gì bằng? Rượu mật ong á mà rượu đế rồi ngâm này ha. Thì còn gì bằng nữa. Trời gì đó trời đi ông ơi, chùm hai trời một bớt hai trời là bút 4 trời cái rồi. Có cá ăn rồi. À vậy à. Ai kêu gì gây cái sư phụ? Đây, đây nè, để Điệp vô ghi điêu cá cho cả nhà xem ha. Ai da. Hết biết không cả nhà? Ừ. Đây là nhà sư phụ nè, đây coi. Sư phụ ngâm nè, rượu nè, có bình nè, hết biết bình bự luôn rồi. Trong này nó hơi tối cả nhà, thầy Điệp không có bật đèn. Đó. Như cái dàn rượu nè, rượu này là rượu của Điệp tặng cho sư phụ nè, sư phụ để luôn chứ sư phụ không có uống gì chân nè. Sư phụ ngâm đủ thứ nó chân á. Còn cái này nữa nè. Đó. Còn kìa. Bên kia nữa kìa. Hết biết không? Ừ. Nhìn cái vàng rượu của sư phụ không là thấy mắc ghiền rồi đó. Ngâm không là chứ sư phụ không có uống. Ngâm không rồi không thấy sư phụ uống rồi hả? À, sư phụ chuẩn bị xong hết trơn rồi đây hả phụ? Đây là hai cần câu ngoài này tính sữa lặn đi ấy của cùng Hưng đem về ba cây đó. Vậy đó hả? À, sư phụ tính sữa ở ngoài đó nữa đó hả? Ừ. Nè, ở đây là tính lâu quá rồi bị chuột cắn với dán rồi nó rậm. Để nữa đại tử về mảnh soạn câu, soạn dây, soạn nhợ đồ của đại tử mảnh cũng được hai cần bảnh á. Dành đi. Đi nữa. Hả? Tâm tội đi nữa. Vậy đó hả? Ờ. Cho ảnh đi theo nữa nó vui nè cả nhà. Sư phụ thủ để mà sắp tới này thầy trò trải nghiệm đi câu đó nha. Ba cần câu máy nè nha. Quá êm không? Nó cái vàng đồ của sư phụ không cả nhà coi nè. Ngăn nắp không? Đó. Máy cưa tay nhỏ cũng có nữa nè. Máy cắt nè.
máy cắt có 2-3 loại luôn, kéo luôn đủ, đặt đầy đủ nó cho ra mình nhìn dàn đồ của cô phụ cũng viên viên à. Rồi thôi giờ ra phụ gửi lại chào cả nhà sư phụ ơi. Rồi tạm biệt cả nhà mình nha. Bữa nay bị mưa quá trời, thử là giải được vài chai. Giải vài chai là nước lớn rồi. Khoan, tôi bó ngã ba tôi rồi, ông cứ mà lửa khe hở lửa khe mà ông quay không, thằng đệ tử này chết luôn. Sống không nổi với nó. Chịch cái là chết. Rồi hẹn bữa sau nha. Rồi đi đi. Rồi rồi hai đứa ở máy nghe nhà ơi. Thầy cho ngồi uống nước tâm sự một cái. Rồi hồi đẹp về cầm cá về mình mặn ăn, nhất là được mấy con cá lau kiến hầm xả nên nó mới ngon quá. Gì